Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp nấu rượu thơm ngon, không khê, không đục và không đắng, thì nồi nấu rượu New Sun chính là một sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Nồi nấu rượu New Sun là thiết bị nấu rượu bằng điện tự động với quy trình hoàn toàn khép kín, đảm bảo chất lượng, từ đó tiết kiệm thời gian, công sức. Nồi nấu rượu New Sun có rất nhiều dung tích cho người dùng lựa chọn. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào là kiểu dáng thiết kế. Nồi được thiết kế tối ưu nhất, nhỏ gọn, sáng bóng với chất liệu inox 304 cao cấp, dày dặn và chắc chắn. Nắp vuông hình chóp nón bo vòng xung quanh nồi giúp nồi luôn sạch sẽ và nước không bị rỉ ra ngoài. Bo vành xung quanh nắp là các chốt khóa nắp chắc chắn giúp nắp luôn được đóng khít chặt vào nồi. Bộ phận dàn gưng thiết kế hiện đại với ống dẫn gưng có đường kính to hơn nhằm đảm bảo lưu thông hơi tốt hơn. Thành nồi là hai lớp inox chắc chắn, ở giữa là lớp dung dịch truyền nhiệt gián tiếp. Bên ngoài thân nồi được trang bị các loại van xả như van cấp nước chống cháy nồi, van xả bỗng rượu ở dưới đáy nồi và giúp vệ sinh nồi nhanh chóng, dễ dàng hơn. Lòng nồi được thiết kế ống sục hơi, dưới đáy nồi cũng có một lỗ thông hơi từ khoang giữa lên dung dịch cơm rượu. Nhờ thiết kế này, cơm rượu sẽ luôn được sục đảo liên tục. Trên thành nồi có thiết kế đồng hồ báo nhiệt, hiển thị nhiệt độ hiện tại bên trong khoang chứa bỗng. Bước 1. Cấp nước cho nồi, mực nước ở khoảng 3/4 ống thăm dò. Bước 2. Đổ bỗng vào nồi, sau đó đậy nắp và cài chốt khóa nắp cẩn thận. Bước 3. Kết nối ống ruột gà với nồi bằng hệ thống ống dẫn. Bước 4. Cấp nguồn điện để nồi hoạt động. Lưu ý khi sử dụng: không xả nước bồn dưới khi bồn vẫn còn ở bồn trên. Phải luôn đảm bảo mức nước ở trong ống thăm dò luôn lớn hơn 1/2. Thiết kế tối ưu nhất, nhỏ gọn và sáng bóng. Chất liệu inox cao cấp 304, dày dặn và chắc chắn. Nắp vuông hình chóp nón giúp nồi luôn sạch sẽ và nước không bị rò rỉ ra ngoài. Thành nồi hai lớp inox chắc chắn, ở giữa là lớp dung dịch truyền nhiệt gián tiếp. Lòng nồi được thiết kế các ống sục hơi để đảm bảo chất lượng lưu thông tốt nhất. Nếu bạn yêu thích sản phẩm này, các bạn hãy nhanh tay gọi đến tổng đài của New Sun 0961555155, 0961555255 hoặc truy cập website Điện máy New Sun để được tư vấn và đặt hàng. Đặc biệt khi mua sản phẩm tại Điện máy New Sun sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi: bảo hành 1 năm, sửa chữa trọn đời, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất, miễn phí vận chuyển nội thành các chi nhánh, hỗ trợ tìm nhà xe.